Bãi đá bảy màu ở Bình Thuận bị trộm với số lượng lớn. Kẻ trộm đã dồn đá vào hàng trăm bao, tập kết chuẩn bị vận chuyển đi thì bị phát hiện, thu giữ. Chiều ngày 13 tháng 7, trao đổi với Pháp Luật Online, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong, Bình Thuận, cho biết vào trưa cùng ngày, các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hàng trăm bao đá mà kẻ gian đã trộm tại bãi đá bảy màu tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong. Có khoảng từ 500 đến 600 bao, loại vỏ bao xi măng chứa đầy đá nhiều màu và được tập kết gần bãi đá nhưng chưa vận chuyển đi. Kiểm tra các bao, có thể thấy nhóm trộm này rất công phu khi lựa đá mỗi màu bỏ riêng vào từng bao. Theo ông Nguyễn Trung Trực, hiện Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Công an huyện Tuy Phong khẩn trương làm rõ kẻ chủ mưu trộm cắp tài nguyên ở bãi đá bảy màu. Được xem là độc nhất vô nhị tại Việt Nam này. Bãi đá bảy màu có chiều dài khoảng hơn 1 cây số, rộng khoảng 40 mét, với hàng triệu viên đá nhẵn thín, tròn nhiều màu, xếp chồng lên nhau tại bãi biển xã Bình Thạnh. Nhờ vẻ đẹp hiếm có, độc đáo nên đây là một địa chỉ thu hút khá đông du khách đến tham quan. Chính vì vẻ đẹp độc đáo của bãi đá bảy màu, trước đây cũng thỉnh thoảng xảy ra các vụ trộm đá với số ít, mang về để nhà trang trí, và vụ trộm đá này với số lượng lớn và quy mô được xem là lớn nhất từ trước đến nay. Vụ việc đang được Công an huyện Tuy Phong làm rõ.